Rồi, xin chào toàn thể anh em. Tối hôm nay bên em có lên cho anh em một ít đồ. Anh em có thể liên hệ qua số điện thoại 034 434 1710 để mua hàng nha. Ít đồ này là lấy phụ tùng lên đi. Con này là con Ruby 320 với lại G320 xài chung nè. Con này hàng bãi về nó bị giật, nó bị tuột nè. À, chắc tuột cái poly rồi. Bình sân con là còn luôn nha anh em. Bình sân con là còn nè. Bô bọng là còn, chén bơm nhớt đồ còn hết ha, còn đủ hết đó nè. Về nên lấy phụ tùng hoặc là lên máy ha. Rồi con số 1 này em bán cho anh em là 500k nha. 500k cho cục số 1. Nói chung là em đang bán là giá thợ luôn anh em, 500k nha, số 1. Số 2 là con này con 353 nha, 353. Con này trước tiên anh em lấy được chụp giật đi ha. Lấy được tay cầm, lấy được thun. Rồi, lấy thêm bơm nhớt nữa ha. Còn lóc với nòng hư rồi. Lóc với nòng hư rồi nha anh em. Đó, con số 2. Cục số 2 này bán cho anh em 200k nha. 200k thôi cho cục số 2 nè. Cục số 3 nè. Lấy cưa nha anh em, Estin 024026. Con này thì cái tay cầm của nó thì nó có hơi nứt nhẹ đây một xíu nhưng mà vẫn sử dụng tốt nha. Rồi cục này cục số 3, lấy được cặp bạc đạn Ford Gen nha. Đó. Con này cái Gen nó bị lắc lắc bị cứng ha. Đó, lock ha. Rồi con số 3 này bán cho anh em 200k luôn nha. 200k rẻ mà. 200k con số 3. Con số 4 này. Số 4 có con cưa Magolock 3205 ha. Con này em thấy đủ đồ á, bên sân con được còn hết nè. Làm xích còn luôn ha. Giật hơi. Hơi còn nha. Rồi con này con số 4, con này bán cho anh em 650 nha. 650k cho con số 4 nè ha, 650k. Lên cho nên con số 5 nè. Cưa 3201 ha. Đó. Cưa 3201. Con này hư nòng rồi. Lấy được chén bố bơm nhớt luôn ha. Chén bố bơm nhớt tay cầm lửa. Lửa lóc ha. Thôi cục này tính cho nên 400. Là số 5. Ha, 400k mà số 5. Lên mà số 6. Cục này cục single nha. 3000 bể bên sân lớn. Con này nòng đẹp nha. Nòng bê tông rất là đẹp luôn. Ha. Nòng bê tông đẹp nè. Rồi cục này tính cho lên 300k. Ha. Cho cục số 6 nha, 300k. Cục số 7 nha. Số 7 này là TF TS single. Single này single 32 nha. Cục này tính cho anh em 190k nha. Nghe tép lửa còn sống nha. Bên sân con cục này 190k. Cho cục số 7 à, 190k. Bán này rẻ thôi. Bên này con số 8 nè. Số 8 có cục Isaki TD 2218 nè ha. Con này bố còn ok nè. Máy lăn ok luôn. Rồi cục này cục số 8, cục này bán cho anh em 200k nha. 200k cho con số 8. Còn con số 9 nè. Echo 351. Máy lăn ok. Nòng đẹp nha anh em. Con này anh em về lấy nòng rồi ok nè. Nòng đẹp ha. Đó, con này con số 9 thì cho 351. Bình sang con còn luôn ha, lửa còn luôn. Rồi cục này bán cho anh em 350. Mã số 9 ha, 350k. Mã số 10 nè. Mã số 10 là cục này Hitachi 33 nè. Nòng thì không biết còn không mà mất bít tông rồi nha. Còn lóc chụp giật ha. Cục này bán cho anh em 100k cho mã số 10, 100k thôi ha. Mã 11. Máy một này đầu này giống như T43 vậy đó. Máy lăn nha. Con này nó mới, nó còn rất là mới. Nòng còn ok nha anh em. Không có chụp giật ha. Bình xăng con đâu còn hết. Giống như T43 vậy. Rồi cục này bán cho anh em 500k. 500k nha. Cho mã 11 ha. Bình xăng con còn luôn nha. Không có chụp giật ha, không có bánh chó thôi ha. Về vô chụp giật bánh chó là ok. Mã 11 500k. Mã 12 nè. Con này nó xài giống như T26 áo nhỏ vậy đó nha anh em. Nòng còn rất là đẹp, nòng bê tông đẹp nè. Nòng bê tông còn vân ngang luôn.
giống như tiêu 26 áo nhỏ. Con này con 11 ha. Con này bán cho anh em 190 ngàn nha. 190 ngàn cho mã 12. 12 190 ngàn. Mã 13 này. 13 cục TD 24 ha. Cục này còn lửa nha anh em. Còn tâm nè. Rồi cục này bán cho anh em 90 ngàn ha. Còn công tắc luôn, công tắc bãi luôn nè. 90 ngàn cho mã 13. Mã 14. Mã 14 con này là 23 nòng 32 ly. Không biết sao nữa. Máy cứng nha, máy cứng. Đẹp lắm mà sao cứng không biết. Rồi, cục này bán cho anh em 200k nha. Bố rồi còn đẹp này. 200k về mở ra làm nha anh em. Bình sang trên. Ha. Mã này 15 200k. Mã 14. 14 nha anh em, 200k. Lên cho anh em mã 15. SRM 208 nha. Con này cứng máy luôn. Bích tông còn rất là đẹp luôn. 208 nha, giống như Echo 208, bích tông còn đẹp mà không biết vì sao cứng máy nha anh em. Nè. Đó, cục này 150k. Cho mã 15. Ha, 150k mã 15 nè. Mã 16. Mã 16 là cục này cục COS 25 nha anh em. 23 25 nè. Con này bích tông nồng đẹp ha, về lấy bộ nồng bích tông nè. Cục này mã 16 bán cho anh em 100k nha. 100k. Mã 17. 17 con này TD33 nè. Con này hơi giật ok nha. Hơi giật ok, bố hỏng. Ha. Hơi giật ok bố hỏng. Rồi. Mã 17 này bán cho anh em 600. Ha, 600 mã 17. Mã 18 TG Isaki nha. Nồng đẹp nha anh em. Con này nồng đẹp nè. Mã 18 TG này chắc là 33 quá. Rồi. Mã 18 này bán cho anh em 450 ha. 450. Mã 19. Mã 19 là cục 26 T com 26 tàu á. Con này bao hơi bao lửa, bố còn luôn. Bình xăng mới ha, bình xăng thay bình xăng tay đỏ mới nè. Đó, rồi con này về gắn vô bình xịt thuốc rồi ok. Cục này bán cho anh em 350 ha, mã 19. 20. Con 20 này là con G300 AVT. Rồi bán về lấy xác luôn nha anh em. Bố lấy bông nhớt lấy đồ ha. Con này có dấu hiệu nước vô nó hơi bị ướt cái nồng, dính nồng. Chứ bê tông cũng đẹp á. Rồi cục 20 này bán cho anh em 290 ngàn ha. Rồi bán xác cho anh em 29. Nói chung là cái lô này lô xác không nha anh em. Anh em có mua thì liên hệ ha. Rồi, ngoài ra ngoài cái lô xác ấy, thì em còn rất là nhiều cái lô mà máy cá cỏ anh em. Cần mấy cái cỏ rồi các thứ đây nè, nó còn nhiều lắm. Bên nhà em đang rã đậu dao chén kẹp rồi nè, đang rã rin ra nè, đang rã đó anh em. Nó có lấy cái gì đó thì liên hệ với nhà em nha. Rồi ok, bye bye anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều nha, tạm biệt anh em.